Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin không giải trình thông suốt số tiền từ thiện. Thủy Tiên đem trời Phật ra đỡ đạn. Câu chuyện tiền từ thiện của Thủy Tiên là câu chuyện dài nhiều tập. Bởi thực tế, từ khi Thủy Tiên thực hiện việc làm từ thiện với số tiền khổng lồ cho tới nay, chưa bao giờ cộng đồng mạng nhận được lời giải thích thỏa đáng. Thủy Tiên càng giải thích thì sự thật càng mù mờ và không ai có thể khẳng định rằng Thủy Tiên sạch hay bẩn trong vấn đề làm từ thiện. So sánh với những phốt bị cộng đồng mạng bóc ra và cách giải thích của Thủy Tiên thì hầu hết mọi người đều cho rằng Thủy Tiên chủ yếu là chống chế hơn là giải thích có cơ sở. Cộng đồng mạng cũng rất đa dạng, trong đó rất nhiều người hiểu biết và ngành tài chính cho nên khó mà qua mặt được họ. Thủy Tiên đã đem cả trời Phật ra mà đỡ đạn cho mình. Khi không thể giải thích tường tận cho người ta hay đem trời Phật ra để thề. Thông thường những người cứ mở miệng ra là thề, nếu tôi mà có nói dối nửa lời thì ra đường sẽ bị trời đánh. Thì thường là người nói dối. Có một nhà phân tích cho tờ Thời báo .de biết, những người thường mang trời Phật ra thề thì đích thị đấy là kẻ dối trá. Loại người nói dối như vậy là những người non nớt, bởi cao thủ nói dối họ không tự chỉ điểm mình bằng cách làm như thế. Người nói dối giỏi thường là những người biết tát nước theo mưa, tức là họ không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, nhưng họ rất khéo léo lái dư luận sang hướng chứng minh vô tội bằng những trường hợp trông có vẻ tương tự như họ. Mới đây khi xuất hiện trên làn sóng chỉ trích Thủy Tiên về vấn đề làm từ thiện, Thủy Tiên đã lên báo nói rằng việc của tôi nếu sai thì trời Phật không để tôi yên đâu. Không ai ngây thơ đã tin vào câu chuyện trời Phật trừng phạt, ngay cả những người gian dối và nói dối đó. Sự thật vẫn có rất nhiều người sống ngay thẳng mà gặp cảnh trái ngang. Có người gian trá hại người thì vẫn ung dung hưởng lợi. Nếu làm gian và ác mà bị trời Phật trừng phạt ngay thì chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đã không thể tồn tại được cho đến ngày nay. Cộng đồng mạng đang soi rất kỹ mọi hành vi, lời nói, phát ngôn của các ca sĩ này. Thực ra mà nói, trước sự bới móc của cộng đồng mạng về vấn đề làm từ thiện thì dường như cô Thủy Tiên đã bí đường, không thể chứng minh được tới 178 tỷ đồng tiền của các nhà hảo tâm đóng góp được cô chia hết cho người gặp thiên tai hay không. Việc phát tiền cứu trợ của Thủy Tiên không thể kiểm soát được, không ai biết Thủy Tiên phát bao nhiêu trong số 178 tỷ đồng ấy. Rất nhiều người dùng sao kê để chứng minh, nhưng sao kê chỉ là chứng minh tiền rút ra hết, chứ không chứng minh được Thủy Tiên phát hết tiền. Điều mà Thủy Tiên khiến cộng đồng mạng nghi ngờ đó là cô đã trả luôn một lúc 17 tỷ đồng nợ ngân hàng sau khi làm từ thiện. Và việc cô dám đập bỏ căn biệt thự tới 22 tỷ đồng để mà xây mới hoàn toàn, đó là sự thật. Câu chuyện về nghệ sĩ làm từ thiện là câu chuyện cần phải bóc phốt để ngăn chặn hiện tượng lấy tiền của nhà hảo tâm làm của riêng mà lại không phân phát cho nạn nhân, đồng bào đang bị bão lụt khó khăn. Như ông nghệ sĩ hài hải ngoại đang sinh sống và làm ăn tại Việt Nam nhiều năm nay. Giới nghệ sĩ đang nổi lên hiện nay hầu như rất khó tìm ra những người có nhân cách mẫu mực. Họ dùng tên tuổi một cách bừa bãi, họ đang làm xấu cho lớp trẻ, lớp người chưa có sức đề kháng trước cái xấu như những người trưởng thành. Thủy Tiên đã đập bỏ cả biệt thự 22 tỷ đồng để mà xây mới. Câu chuyện Thủy Tiên là câu chuyện điển hình cho những ai muốn làm từ thiện. Bởi muốn làm từ thiện mà lòng vẫn trong sáng thì cần phải có tổ chức, có bạn bàn bệ và chuyện thu chi tiền bạc phải qua hệ thống kế toán, sòng phẳng, rõ ràng. Thậm chí có thể trích một phần tiền trong khoản tiền quyên góp được để vận hành bộ máy kế toán đó. Thì đấy cũng là việc hợp lý. Còn nếu ai vẫn làm từ thiện theo kiểu Thủy Tiên thì rất khó để xã hội không đặt nghi ngờ vào ý đồ của những người đứng ra quyên góp lên tới hàng trăm tỷ đồng này. Đây là một cuộc chơi dành cho những người trung thực. Người ta cần rõ ràng, tường minh, không cần cam kết hay thể thốt với trời Phật làm gì cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin
không giải trình thông suốt tiền từ thiện, Thủy Tiên đem trời Phật ra đỡ đạn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chính phủ bế tắc, Thủ tướng bất lực. Ở các nước tiến bộ trên thế giới, Ngân hàng Trung ương và Chính phủ là hai cơ quan độc lập. Tuy nhiên, về chính sách thì lại rất đồng bộ. Vào những năm Covid-19 hoành hành, hầu hết các nước trên thế giới đều bơm tiền ra để mà cứu vớt nền kinh tế của nước họ. Trong đó, Ngân hàng Trung ương thì dùng chính sách tiền tệ để bơm tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại. Chính phủ thì tăng chi tiêu để bơm tiền qua các dự án. Hai chính sách này cùng bơm tiền và cùng hút tiền nên họ xử lý khủng hoảng khá tốt. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bảo là hạ lãi suất nhưng doanh nghiệp thì lại than trời vì không thể tiếp cận được với tiền lãi suất rẻ. Ở Việt Nam thì Ngân hàng Nhà nước là tên của Ngân hàng Trung ương Việt Nam lại là một cơ quan ngang bộ trong chính phủ. Như vậy, chính phủ và Ngân hàng Nhà nước không độc lập với nhau mà đều bị điều hành dưới tay Thủ tướng. Tuy là phụ thuộc nhau như thế, nhưng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và chính sách tài khoá của chính phủ lại không hề đồng bộ với nhau. Có khi chính sách tiền tệ bơm tiền thì chính sách tài khoá lại nghẽn tiền. Nguyên nhân vì sao dòng tiền đầu tư công của chính phủ Việt Nam đang bị nghẽn nghiêm trọng thì Thời báo .de đã có bài đề cập trong nhiều bản tin trước đây. Trong thời gian đại dịch Covid-19, rất cần chính phủ bơm những gói cứu trợ, nhưng cuối cùng những gói đấy đều bị nghẽn lại, không ra được đến người dân và doanh nghiệp, không ra được bên ngoài thị trường. Ngoài ra, những dự án đầu tư công không thể triển khai được nên đã hơn 2 năm nay nó vẫn cứ bị nghẽn liên tục. Mà ông Thủ tướng Việt Nam thì không biết cách nào để mà khai thông được dòng tiền này. Có thể nói ông Phạm Minh Chính là thủ tướng tệ hại, tuy nhiên trong bộ chính trị cũng không có bộ mặt nào sáng sủa hơn để có thể điều hành chính phủ trơn tru cho được. Dù chấp nhận lãi suất rất cao cũng không thể vay được tiền nên buộc phải hối lộ. Tình hình lạm phát vào năm 2022 được thông báo là dưới 4%. Tuy nhiên, theo khảo sát thì con số này không đúng. Hầu hết các mặt hàng tiêu dùng được tăng giá trong năm qua ít nhất là 20%. Cho nên con số lạm phát dưới 4% là không hề đáng tin cậy. Đặc biệt năm nay, ngân hàng tăng lãi suất khá cao lên tới 13%. Điều đó cho thấy Ngân hàng Nhà nước đang muốn hút tiền về. Nếu lạm phát thấp, tại sao phải hút tiền về đến như vậy? Để lĩnh bạch minh bạch cho thấy tình hình kinh tế của Việt Nam rất tệ, rất đáng lo ngại. Vào ngày 25 tháng 5, tờ báo VTC News có bài viết lãi suất giảm chỉ có trên TV, doanh nghiệp vẫn vay ngân hàng với mức 13,9% mỗi năm. Bài viết cho biết một số giám đốc doanh nghiệp cho rằng lãi suất giảm chỉ có trên mặt TV mà thôi, hiện tại họ vẫn đang phải chịu lãi vất cho vay ngân hàng với mức 13,9% mỗi năm. Gần đây, Ngân hàng Nhà nước liên tục hạ lãi suất nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế thì lãi suất vay vẫn ở mức rất cao và cực kỳ khó tiếp cận. Rõ ràng nhà nước nói vậy nhưng không phải vậy. Họ hô hào hạ lãi suất để lấy lòng người dân, nhưng thực chất họ không những không hạ mà lại tăng lãi suất. Cho nên, có thể nói với hành động này, Ngân hàng Nhà nước đang âm thầm bóp cổ doanh nghiệp, sao cho doanh nghiệp kêu la không ai nghe thấy được. Theo tìm hiểu của Thời báo .de thì ngoài chuyện tăng lãi suất, các ngân hàng còn ngăn cản không cho doanh nghiệp vay bằng hàng rào thủ tục. Muốn vay dù chấp nhận phải lãi suất cao thì vẫn không hề dễ. Nhiều doanh nghiệp phải hối lộ các ngân hàng để được duyệt hồ sơ cho vay. Nói chung, tình hình thị trường vốn của Việt Nam hiện nay không như những gì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn thường thông báo. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bất lực trước thực trạng nền kinh tế Việt Nam rất yếu kém. Vào ngày 24 tháng 5, tờ báo Cà Phê F có bài viết giám đốc doanh nghiệp mang hai bao tải tiền đến phòng giám đốc ngân hàng để bôi trơn vay vốn. Tựa đề bài báo đã nói lên tất cả, doanh nghiệp thì đói vốn,
dù chấp nhận lãi suất cao cũng không thể tiếp cận được nguồn vốn của ngân hàng, nên buộc phải đi hối lộ. Hiện nay, cả chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và chính sách tài khoá của chính phủ đều tỏ ra lúng túng trước thực trạng của nền kinh tế đất nước. Những người lãnh đạo cao nhất cho bộ máy chính quyền không đủ năng lực để giải quyết nó. Tuy vậy, 100 triệu người dân Việt Nam lại thấp cổ bé họng nên họ đang bất lực. Họ không có quyền xuống đường biểu tình đòi chốt phế những con người bất tài đang lãnh đạo đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Chính phủ bế tắc, Thủ tướng bất lực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de